Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Hà Nội thực hiện dự án đầu tư tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây tại khu vực phường Thanh Xuân Trung. Việc triển khai thực hiện dự án buộc phải di rời hàng trăm hộ dân đang sinh sống trên phạm vi của dự án. Bất ngờ trước quy định thực hiện dự án và thu hồi đất cũng như hồ sơ pháp lý của dự án đang khiến hàng nghìn người dân bất an. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Gia đình ông Đỗ Hồng Cường đã sinh sống trên mảnh đất này từ năm 1972. Trước đây khu vực này chỉ có ít hộ gia đình. Cùng với thời gian, số hộ đã lên tới hàng trăm. Nhà cửa cùng với những công trình kiên cố của người dân được xây dựng trên khu đất thuộc phạm vi di tích lịch sử Gò Đống Thây. Việc quản lý khu di tích được quy định trong quyết định số 993 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban hành ngày 28 tháng 9 năm 1990. Theo quyết định này, mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ di tích đều bị nghiêm cấm, trừ những trường hợp đặc biệt phải có quyết định bằng văn bản của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch. Quy định đã thế, nhưng việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã khiến nhiều công trình kiên cố vẫn mọc lên trong khu di tích. Thậm chí có những hộ dân có nhà kiên cố trong khu di tích, hàng năm vẫn nộp thuế đất đều đặn. Để rồi một ngày, họ bỗng nhiên được biết phải di rời, phục vụ dự án cải tạo, tu bổ khu di tích. Đây là cái khu di tích, thì bà con người ta mới biết thì khi đã nói là có cái đấy thì là bà con là mới xây dựng tất cả bà con đây cái sự đóng góp rồi là của bà con tổ dân phố và coi là toàn dân ngoài xã hội này này thì là mới xây dựng lên cái gò nên nó hiện tại như bây giờ nó được hình thành như đến bây giờ là hiện tại là bây giờ là được như thế này là do bà con đóng góp nhiều người dân còn cho rằng tính pháp lý của dự án còn nhiều bất cập bởi quyết định số 1185 ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ban Quản lý Di tích Danh Thắng Hà Nội sử dụng 26.722 m2 đất tại khu gò Đông Thây, phường Thanh Xuân Trung để quản lý và bảo tồn. Ban Quản lý Danh Thắng có trách nhiệm lập hội đồng giải phóng mặt bằng, đền bù thiệt hại về đất đai cho người bị thu hồi đất theo quy định. Nếu sau 6 tháng kể từ ngày ký, Ban Quản lý Di tích Danh Thắng không thực hiện hoặc sử dụng đất không đúng mục đích thì giám đốc sở địa chính lập hồ sơ trình ủy ban nhân thành phố quyết định thu hồi đất đã giao. Thế nhưng, 25 năm dự án bỏ không, khi nhận quyết định thu hồi kiểm đếm tài sản, các cụ dân sinh sống mới biết từng có một dự án như vậy ở khu vực này. Không những bản thân tôi và tất cả những hộ dân vừa rồi nhận được thông báo của quận cảm thấy nó hoang mang và cảm thấy nó bất an khi mà cuộc sống của chúng tôi đang ổn ổn định mấy chục năm nay trong khi kinh tế xã hội đang đi xuống bởi dịch bệnh bởi nhiều thứ lại cộng thêm một cái lối lo no nữa là một cái dự án ở đâu tự nhiên ập xuống đầu chúng tôi thì quả đáng tội là gia đình chúng tôi và rất nhiều bà con rất hoang mang bây giờ đùng một cái tự dưng ban quản lý quận ra cái quyết định là thu hồi đất và kiểm đếm những hộ dân chúng tôi hàng nghìn hộ dân sống sinh sống ở đây sinh sống đến bây giờ chúng tôi là tôi lấy vợ sinh con ở đây mà đến bây giờ thế hệ con tôi lấy vợ sinh con ở đây mà bây giờ các ông bảo các các nhà cơ quan chức năng người ta bảo là chúng tôi ở đây là trước năm chín à sau năm chín chúng à sau năm chín là chúng tôi trở đây mà chúng tôi bản thân chúng tôi là những người sinh năm một tại ở năm tám chín giờ là cái dự án này là chúng tôi không được cung cấp các cái quyết định mốc giới và các các cái quyết định của ban ngành chức năng là cung cấp cho bà con thì hiện tại đến bây giờ chúng tôi gửi rất nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng mà khi các cơ quan chức năng mà gửi cái giấy xuống để quận ủy ban dân quận Thanh Xuân trả lời bà con thì hoàn toàn là chưa có. Việc một dự án ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân được triển khai trong một thời gian ngắn, người dân bị tác động bởi dự án không được thông báo và bàn bạc. Những quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều chỉnh phạm vi của dự án chưa được công khai khiến người dân bất bình. Hàng trăm hộ dân ở đây đang hàng ngày phải sống trong cảnh lo lắng bất an không biết mình sẽ đi đâu về đâu khi dự án được thực hiện